chuối nha các bạn ơi. Bữa nay thu hoạch chuối nha, chủ vườn chuối thu hoạch chuối nè các bạn ơi, cũng rất là nhiều nữa nha. Chuối này là chuối chú sáp. Chú sáp à. Chú sáp nha các bạn. Thu hoạch chuối sáp nha. Dạ chuối cao sáp nha các bạn ơi. Bữa nay là thu hoạch chuối với cao sáp nha các bạn, chủ vườn chuối thu hoạch rất là nhiều nha các bạn. Quá trời nhiều luôn rồi. Chuối cao sáp nha các bạn, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Rồi. Chuối cao sáp nha các bạn. Đây là những hình ảnh ở thôn quê nha các bạn. Giống như là cây nhà lá vườn. Và theo chủ thì một nải hay một quầy anh? Chục năm chục ngàn, một chục quầy ấy, phải không? Một chục nải. À, một quầy thì nó có rất nhiều nải nha các bạn. Nhưng mà là một chục nải là 50 ngàn. Là nó tương đương như là một nải là 5 ngàn nha các bạn. À. Đây là hình ảnh chuối cao sáp nha các bạn, rất là đẹp nha. Đây, lâu lâu thì anh chủ vườn chuối thì thu hoạch một lần nha các bạn. Cũng nhiều lắm các bạn. Đây. Đây là nguyên một vườn chuối luôn nha các bạn. Một vườn chuối luôn ha. Rồi đây là một cái hình ảnh của thôn quê nha các bạn. Một hình ảnh của thôn quê. Đây là vườn chuối nha các bạn, rất là nhiều nha các bạn. À, nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ thầy Thành nha. Bằng cách là nhấn đăng ký và bật chuông để theo dõi những clip tiếp theo nha các bạn.